Thế ngán mà. Rồi rồi rồi. Đi qua đi qua. Thôi thôi nó mạnh không? Thôi thôi. Cái này nuôi trong đây luôn á vậy tức. Một lần vậy mà mình chắc cho ăn 2 bao hay 3 bao. Lần 3 bao hay 2 bao? 2 bao, 3 bao. Rồi, mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại hôm nay mình có chuyến đi lên thăm nhà của ông anh mình nuôi ếch các bạn. Thì sẵn tiện á, mình quay mấy cái mùng ếch cho các bạn xem luôn. Thì ông anh mình nuôi ếch cũng nhiều lắm. Thì sẵn tiện hôm nay ông anh cho ếch ăn á, mình ghé thăm rồi mình quay cho các bạn xem. Hôm nay mà các bạn cùng theo chân mình đi xem anh Tuấn. Một anh chủ nuôi ếch. Hiện tại anh đang chuẩn bị cho ếch ăn các bạn. Đây có hai lính. Hai lính khá to. Chào anh Tuấn nha. Mình vô nhà. Đây anh Tuấn trồng lan rất nhiều ha. Đây là cái những cái thức ăn mình chuẩn bị. Anh Tuấn chuẩn bị đó, thấy người lạ nè. Chó này. Con này con gì á? Ok á, hai con ok hả? Quá to. Người lạ vô được không? Được. Mà lấy đó mà cẩn thận chút. À. Đây cho anh nè. Đi qua đi, đi qua đi, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đó, đi qua đó. Không không dám lại gần nó luôn á. Đi đoạn ngay. Ui. Rồi. Cho lần ăn bao vậy hả anh Tuấn? Trời ơi, một ngày 6 bao đó mà chưa ăn ba cử. Giờ mình đang chuẩn bị đi cho ếch ăn. Đây là những cái mùng ếch chuẩn bị xuất bán các bạn. Nhiều lắm. Này tổng cộng hết là mấy mùng anh Út? Mình đi theo chân anh Út đi cho ếch ăn nha. Ê là bữa hôm thấy có xuồng mà. Thôi cho ăn bình thường ấy. Thức ăn kia. Ngày thức ăn mấy ly anh Tuấn? 10 ly. 10 ly ăn là bữa kia. Này mình tổng cộng hết là mấy mùng anh? 6 mùng. 6 mùng. Này các bạn đây ếch nhiều. Vô số cá. Cá quá trời cá luôn. Đây có những cái dừa rất mát. Này, những cái gì cho con loại lớn á. Nó ăn mắc ham quá. Quá trời đã luôn. Có mấy con hết trắng tươi luôn. Ừ. Cá ngoài với giò. Đây mình thấy cho nó. Cá giò nuôi thêm. Đây, cá giò ăn dặn ghê luôn. Rồi con này con chắc con ký mấy 2 ký à. Này có nuôi cái hồn thêm nữa ha anh Tấn. Một mùng về mình thả mấy ngàn con anh? 7.500 hả? Này, bên về bên đây.
Này có hai đại ca đang giữ đó kìa, thấy nó ngán quá. Đây là cảnh anh Tuấn cho ếch ăn bình thường cả nhà. Thì một ngày nghe anh Tuấn nói là mình cho ăn khoảng 2-3 lần, sáng cho ăn sớm đó, xong rồi trưa rồi chiều. Hiện tại giờ là cử chiều cả nhà, bây giờ cũng khoảng 4 giờ mấy chiều rồi, ếch nó đói rồi, cho ăn ăn quá trời luôn nè. Bên ngoài thì cá này hả? Đây để mình đi xuống đây mình quay cái cảnh ếch ăn cho các bạn xem. Ơi lại đây là nghe ếch kêu quá trời luôn á, ếch kêu gần gần luôn nha các bạn. Vùng về là gần 7.000 con. Nhìn đó anh Tuấn đang đi qua bên kia cho ăn cái vùng kia các bạn. Cá dồ thì nó đi theo mấy cái mồi ếch nó ăn. Thằng phân cá luôn, mình xúc thử miếng cho cá dồ ăn nha các bạn. Nghe cá dồ bự không? Anh ngồi xem nha. Ơi, mẹ mà thắc mắc ham. Cá ngoài là cá lớn hả? Cái có lớn thì ở ngoài có. Ở đây có cá lớn không nè, cá lớn cũng nhiều nè. Ở đây cái anh Tuấn cho nó ăn thử. Rồi. Nghe các bạn. Quá trời luôn. Có mấy con cá to ghê luôn. Gom đây quá trời luôn anh. Nay giá này là bao nhiêu một ký vậy anh? Giá ếch thịt là bao nhiêu rồi anh Tuấn? 46 ngàn. Vậy là năm nay mình làm có lý rồi. Giá vậy là nói chung mình cũng có lời. Ngon lành. Ngon quá trời ếch nó kêu. Đực đó, ếch đực kêu không á. Nuôi mà nghe kêu không khói rồi. Sao quá đực nhỏ. Rồi mình đi vòng qua kia cho bên kia ăn ha anh. Dạ. Cái dồi nó lại nó gom đây quá trời luôn rồi. Cái dồi đó anh thả là bao nhiêu con anh? 3.000. 3.000 cái dồi. 3.000 cái dồi. Trời ơi. Có nó ở trước á. Dạ. Nãy giờ đi Gò Tháp mới về. Đi quay Gò Tháp á. Trống này nó làm đẹp lắm. Mắc hàm quá. Rồi có mấy ánh ăn. Thấy mình ra cái nó ăn ít lại liền. Mình quay gần không được. Đây thì anh Tuấn đang cho ăn này kia các bạn, nãy giờ mới cho ăn ba mùng, còn ba mùng đang khu vực bên kia. Nói chung mỗi lần cho ăn mất ít cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đây thì bên ngoài thì cá nó ăn những cái phân của mấy con ếch nè. Đây ở dưới đây là có một lớp lưới ha,
khi mà ếch nó ăn xong nó sẽ ị xuống thì nó sẽ ị coi, khi ếch nó ăn xong ị xuống thì cá dồ dưới nó ăn luôn. Thường thường thì cá dồ nuôi vậy nó mau lớn, nó rất to và khỏe. Này đằng kia có hai đại ca đang giữ nhà, hai em bạch kê nha, chỉ có chủ nó mới dám lại gần thôi chứ mình không có dám lại gần nha. Giờ đi vòng bên kia vậy, vòng bên kia để nút anh Trúc Tấn anh sẽ cho ăn bên ba cái mùng kia các bạn. Đây lại gần mấy em bạch kê này, hơi ngán ngán. Đây là cái chuồng heo nuôi heo nha, qua được không? Đúng hả? Thấy ngán mà. Đâu, rồi. Rồi rồi. Đi qua đi qua. Thôi nó mạnh kìa, thôi thôi. Hai hai lính này nuôi bao lâu rồi anh Tuấn? Con tuổi, con 2 tuổi rồi. Vậy là con được 2 năm, con được 5. Giờ bắt đầu con lên. Con ngoài tuổi, con vô 2 tuổi. Ừ. Ờ anh Tuấn đồng lan nhiều quá. Ở trong đây là ếch con hay gì ha ba? Ba. Ủa, ba này ba nuôi nuôi riêng hay sao? Có trời ba luôn. Này nó lặn rồi đó, nó nổi lên vậy nó leo lên nó nằm. Nó nguyên chùm, nó nguyên chùm luôn mà. Cái này nuôi trong đây luôn hay gì anh Tuấn? Trời lan quá trời lan luôn. Nhà mát mẻ ha. Ở đây thì có mai quá trời luôn. Có cái cảnh nè, có cái tờ này, cái này bắt cái dồi lên đây chắc đẹp. Dồi vậy? Ừ. Thôi nhìn thử à. Trong chuồng luôn ha, nuôi trên luôn ha. Đó, nó đang chuẩn bị chạy. Nó có đẹp. Ôi đẹp. Còn ngại dạ đẹp hết. Thằng em có đẹp lắm đẹp. Ngại sao đẹp không ấy. Một lần vậy mà mình chắc cho ăn 2 bao hay 3 bao? Hả? Lần 3 bao hay 2 bao? 2 bao, còn 3 tử. À. 3 tử thì ra 6 bao. Một đống thức ăn. nhiều thức ăn này cho ăn mấy ngày hết anh Tấn? Từng hả? Ừ. Rồi, mình đi ra. Hết này là ra, vô ra hết. Đây. Mới nãy cho ăn hết ba mụn bên kia, giờ mình qua bên đây mình cho ăn tiếp ba mụn bên đây. Hay một mụn nó hai mụn tiếp. Khi mình cho ăn những cái thức ăn ghê nó cá nó sẽ ăn luôn. Đây có cái xuồng để anh Tuấn đi bơi đi cho ếch ăn hàng ngày nè. Hôm nay anh đi vòng vòng không có lên xuồng. Qua một bên kia thì cho ăn xong rồi các bạn. Ngoài cá lớn ngoài quá trời luôn. Cá lớn nó ngồi lên ngoài kìa. Quá trời cá dồ.
Ở đây là nghe ếch kêu đã luôn á. Đây là mùng cuối cùng nha cả nhà. Đó. Cá nó rất quá chậm. Nè đây nè, cá nó ăn ngoài. Cá hả? Nó động rồi, nó đi vớt thảy ra nó theo. Có khi nó quậy cái danh ức mình luôn. Vớt những con ếch mà bị bệnh chết ha. Cái này tỷ lệ hụt bao nhiêu anh? Tùy theo. Tùy theo xử lý thuốc rồi nước. Không thì con ếch chết như thế nào mình dục ra cái giò nó ăn hoài, ngoài cái giò lớn không kìa. Nó cái giò lớn quá trời luôn. Ồ cái giò lớn ngoài quá trời luôn. Còn đó mấy ký á. Thường thường cá to nó ở ngoài chính giữa ha. Cá to nó ở ngoài chính giữa ha. Tận thấy ngoài cái sao thấy con mé thì nó quậy lỡ bò đó, phải ngoài cái bự quen như cái bự quá ngoài mà. Tao phải thử con vào đây coi. Đây hết rồi. Con chưa sống hết rồi. Này sống. Thôi đi, có gì thôi. Con này thì nó nhỏ rồi. Cái nhỏ nó vô bờ. Nó giật mé, ở vô mé mà nó giật mé. Nó lộn mà ra ngoài lộn là nó lộn cái bự. Rồi. Mà thấy mấy cá bự nó quạt cái là vừa kinh kinh liền mà. Cá bự là thấy vậy đó. Quá trời cá. Bây giờ anh Tấn chuẩn bị xả nước, bơm nước xả các bạn. Nước cho nước nó vô đề cho nó xả và cái nước dơ á. Khi mà những con ếch nó ăn xong nó ỉa phân á. Giờ anh đi bật nước đấy. Giờ cũng chiều rồi các bạn, giờ cũng 5 giờ, trời hàng bắt đầu nắng chiều xuống rồi nè. Đây để mình quay một vòng lại những cái mùng nữa cho các bạn xem nha. Đó, hiện tại ở đây nó có 2, 3, 6 mùng lớn các bạn à. Đây có 6 mùng lớn nè. Đó đây anh Tuấn đang bơm nước cho nó vô chả đè nè. Khi... cái này là bơm cái nguồn vô chỗ này nó ra là ra chỗ nào anh? Ra hai góc đó đó. Ra hai góc đây ha. À nước sạch nó sẽ vô chỗ này. Nó đẩy những cái nước dơ cặn rồi về góc bên kia nó ra. Ở bên góc bên kia mình thấy có một cái ống xả bên kia. Khi nước tràn lên tới đó nước tự tràn ra cho. Giờ thì anh Tuấn đã cho ăn xong rồi các bạn. Giờ anh đem xe vô dẹp. Rồi bắt đầu công tác là mình xả nước vô để cho sạch đìa. Đó. Thì ếch nó sẽ ít bệnh ha. Thì đây cũng là cái công việc hàng ngày của anh Tuấn. Chăm sóc ếch, nuôi ếch từ lúc ếch con đến lúc ếch lớn. Thì hiện tại thì còn khoảng 5-10 ngày nữa anh Tuấn sẽ xuất bán những cái mùng ếch này. Hiện tại có giá ếch thịt thương phẩm các bạn thì nó khoảng 46.000 các bạn. Hiện tại bây giờ các bạn. Thì lúc trước dịch thì nói chung là cái ngành nuôi ếch, cái nghề nuôi ếch mà nó cũng gặp khó khăn các bạn. Nhưng mà hiện tại ếch bây giờ thì đang có giá. Chừng 3-4 tháng nay thì ếch nó có giá lắm các bạn. Và người nông dân nó nuôi ếch mình á thì nói chung cũng đỡ ổn định hơn so với cái thời buổi lúc trước. Đây, nước bơm rất mạnh nè. Đây có mấy cá dỗ lại.
Rồi, thôi mình cũng xin phép dừng video ở đây ha. Thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video của Đen Lúa Miền Tây. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Mến chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.